Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathihung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em đến tham quan một căn nhà phố rất là đẹp, xây theo mẫu kiến trúc hiện đại năm 2023, tọa lạc trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ sâu 16m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và chủ nhà đang giảm giá sốc tới hơn 1 tỷ đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Đi Hùng chào bán chỉ còn 8 tỷ 300 triệu đồng thôi nha quý vị. Nhà xây mới tặng kèm full nội thất bên trong, pháp lý sổ hồng riêng đầy đủ. Quý vị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Căn nhà nằm mình trong một con hẻm 5m cụt này, hẻm xe hơi nha quý vị, hẻm nhựa, rất là sạch sẽ và an ninh, của trục đường Quang Trung, phường 8 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay hẳn Mercedes-Benz sát bên nhà thờ và chợ Đông Tây. Và căn nhà chúng ta đây, căn nhà phố xây mới tinh với lô kiến trúc hiện đại lửng ngược năm 2023, tặng kèm full nội thất. Quý vị sẽ cùng em vào bên trong để tham quan căn nhà nhé. Căn nhà thì có hai lớp cửa sát nhau này, một lớp cửa cổng và một lớp cửa nhôm. Bên trong đây có gara độ xe hơi, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Khu vực này dài khoảng tầm 6m rưỡi nhé. Phía dưới thì độ ốp gạch 80, hai bên tường ốp gạch lên cao phun trần. Bên trên có trần phẳng, đèn led chiếu sáng và phía sau đây có tủ giày dép. Dưới cầu thang có vệ sinh và nhà thiết kế theo mẫu lửng ngược nên là khu vực không gian phòng khách sẽ nằm phía đằng sau căn nhà, với đầy đủ nội thất bao gồm sofa, tủ kệ, tivi. Phía trên thì có đèn trần, đèn led chiếu sáng này, rất là đẹp nha quý vị. Và khu vực lửng ngược phía sau thì có sân sau với lavabo rửa mặt và giếng trời rộng ở cuối nhà, có hệ thống cửa kính cường lực 10 ly nha mọi người, để chúng ta gắn máy lạnh ngay không gian phòng khách và phòng bếp của căn nhà. Đây là khu vực lửng ngược phía sau, Hùng quay lên cho mọi người xem này, rất là đẹp, có ốp nhựa, dán giấy, treo tranh, có đèn led chiếu xuống, rất là tuyệt vời. Và căn nhà này đang được chủ nhà chào bán với giá giảm sâu hơn 1 tỷ, chỉ còn 8 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng mạnh. Quý anh chị có bác quan tâm gọi về ngay cho bên em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và vị trí rất là đẹp, đường xe hơi thuộc trục đường Quang Trung, phường 8, ngay cổng nhà thờ và chợ Anh Thông Tây, cũng như là ngay hãng Mercedes-Benz. Nhà thiết kế sang trọng đẳng cấp, đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà. Và chủ nhà tặng kèm full nội thất khi mua. Quý anh chị có bác mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Khu vực cầu thang thì có ốp gạch tường này, có cầu thang ốp đá hoa cương màu trắng, có đèn led chiếu sáng và có tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực. Trên không gian phòng bếp này quý vị sẽ có tủ kệ trang trí tủ kệ rượu ngay bên ngoài và một không gian phòng bếp khép kín với hệ thống cửa kính cường lực, kết hợp với không gian nấu rất là tuyệt vời, có tủ bếp trên dưới, bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, tủ lạnh hai cửa, bàn ăn 6 ghế, máy lạnh. Và không gian bếp trên lửng ngược thì quý vị sẽ có cửa sổ và cửa ra mặt tiền chính, cũng như là cửa thoát mùi cho không gian bếp nè. Phía sàn không gian phòng bếp thì vẫn được ốp gạch 80 nha quý vị, có điểm len chỉ màu đen. Và ở đây thì quý vị đang đến với một không gian phòng bếp rất là đẹp trên không gian lửng ngược của căn nhà phố dài rộng ngang 4m2, độ dài lên tới 16m, xây mới 100%, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà có đầy đủ công năng, có gara xe hơi, khu vực đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước và sau. Và căn nhà chúng ta đang có hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp cho cô bác anh chị mình thuộc mệnh phong thủy là Tây Thứ Trạch nhé. Quý vị có bác quan tâm alo ngay cho Hùng để có giá tốt và gặp ngay chủ nhà để thương lượng giá cả. Cũng xem sổ hồng hoàn công, xem giấy tờ và rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn. Liên hệ xem nhà bên em, quý vị sẽ được hỗ trợ có giá tốt và hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên không gian kiến trúc thiết kế các phòng ngủ. Chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng tiến vào không gian của phòng ngủ số 1 và số 2 nha quý vị. Phòng ngủ số 1 và số 2 thì được bố trí không gian full nội thất bên trong, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm. Phòng phía sau thì có cửa sổ ra khu vực sân sau này, cửa 4 cánh nha quý vị. Nhà có sân sau nên vô cùng thoáng mát. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ với đầy đủ nội thất, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và vệ sinh trong cho không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà luôn. Phòng vệ sinh thì 4 phòng vệ sinh đều có lavabo rửa mặt bồn cầu và có bồn tắm nằm. Phòng vệ sinh ốp gạch phun trần, có cửa sổ và có đèn led chiếu sáng rất là tuyệt vời. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước của căn nhà. Ngang 4m2, độ dài 16m, xây phun đất nên là cách bố trí phòng ốc, không gian, lối kiến trúc thiết kế của căn nhà phải nói là tương đối đẹp và sang xịn cũng như là cao cấp nha quý vị. Không gian phòng ngủ số 2 thì cũng có đầy đủ nội thất này. Quý vị nhìn thấy có giường ngủ bên này, có hệ thống tủ áo, tủ kệ tivi.
Bên trên thì có máy lạnh mới một ngựa tặng kèm, và sàn phòng ngủ thì được ốp gạch giá gỗ và có vệ sinh trong cho từng phòng ngủ luôn. Phòng ngủ số 2 của căn nhà chúng ta thì cũng rất là đẹp và đầy đủ nội thất. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Và lên trên thì quý vị chúng ta sẽ đến với hai phòng tiếp theo, phòng số 3 và số 4 nhé. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng đen kết hợp với tay vịn gỗ căm xe và lan can kính cường lực. Nhà thiết kế lệch tầng, phía sau sẽ cao hơn phía trước một tí nhé. Qua đây là không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì quý vị nhìn thấy có cửa sổ và cửa ra ban công với cửa nhôm sinh pha hai cửa cửa lùa. Ngoài chúng ta có ban công lên tới 80 phân. Và ở đây thì phòng ngủ số 2 đầu giường vẫn được ốp nhựa trang trí ốp tống blue màu đen rất là đẹp. Có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm. Bên này có tủ áo, tủ kệ tivi, bàn trang điểm, máy lạnh đã được tặng sẵn và phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh của căn nhà thì 4 phòng vệ sinh đều có bồn tắm nằm, có lavabo rửa mặt, có vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Qua đây là không gian phòng cuối cùng, phòng ngủ số 4. Ngang 4m2, độ dài lên tới 16m. Chủ nhà đang ngộp thở oxy, giảm sốc tới hơn 1 tỷ đồng, bán nhanh. Giá bán bây giờ bên nhà đất Đi Hùng chào bán cho căn nhà phố ngang 4m2, độ dài 16m, xây phun đất, tọa lạc trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Quang Trung và Tân Sơn, sát bên chợ và nhà thờ Đông Tây cũng như là hãng Mercedes-Benz. Này chỉ còn giá là 8 tỷ 300 triệu đồng và còn thương lượng mạnh nha cô bác anh chị. Căn nhà chúng ta đang có hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp cho cô bác anh chị mình thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý anh chị có bác quan tâm thì alo ngay về cho bên nhà đất Đi Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Xem thêm nhiều nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị cô bác chúng ta có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage nhà đất Đi Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 để chúng ta xem thêm nhiều mẫu mã nhà đẹp nha quý vị. Khu vực sân thân thượng sau này, chủ nhà có lợp mái rào chắn và làm khung bao rất là kỹ và chắc chắn. Bên trên có bồn nước và năng lượng mặt trời. Và bên ngoài khu vực phía trước thì chúng ta sẽ có không gian phòng thờ và sân thượng phía trước của căn nhà. Khu vực phía ngoài này, chủ nhà có làm sẵn cho mình không gian để làm phòng thờ ở đây rồi. Và một cái sân thượng phía trước rất là đẹp, có lợp mái bên trên và có những đàn lam trang trí rất là tuyệt vời. Giá bán là 8 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng mạnh, hướng chính là hướng Tây Bắc. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà một sẹt của trục đường Quang Trung, phường 8 này, hãy gọi ngay cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị chúng ta ở những video lần sau.